Từ Hiểu Đông đã nếm mùi thất bại, dính đòn của cao thủ phải đầu hàng. Đây là trận thua hiếm hoi trong sự nghiệp thi đấu của võ sĩ nghiệp dư Ngông Cuồng Từ Hiểu Đông. Kể từ khi xuất hiện và đánh bại võ sư Thái Cực Ngụy Lôi vào năm 2017, Từ Hiểu Đông nổi tiếng trong làng võ Trung Quốc khi dám thách thức rồi đánh bại hàng loạt cao thủ võ lâm khác. Võ sĩ họ Từ được mệnh danh là tay đấm MMA đầu tiên của Trung Quốc. Dù vậy tất cả đều là truyền miệng và chưa có gì chứng minh thông tin trên là sự thật. Mới đây trang văn hóa võ thuật Musin của Trung Quốc đã đăng tải clip hiếm hoi về một trận đánh của Từ Hiểu Đông trong quá khứ. Video trận thượng đài giữa Từ Hiểu Đông với huyền thoại Jiu Jitsu châu Á là Andp vào năm 2003 tại Trung Quốc. Thời điểm đó võ sĩ họ Từ mới 24 tuổi và đang là một người thi đấu sanda, tức án thủ. Theo file commentary, đây là một trong ba trận đấu thi đấu theo thể thức MMA đầu tiên được phát sóng ở Trung Quốc. Từ Hiểu Đông với lợi thế về Sanda là tay đấm chủ động tấn công, song ANDP có thừa kinh nghiệm để né hết đòn nguy hiểm. Không thể chiếm lợi thế khi đánh đứng, võ sĩ giàu kinh nghiệm NDP buộc Từ Hiểu Đông phải chơi địa chiến và tay đấm họ từ 24 tuổi khi đó đã rơi vào bẫy khi cả hai cùng đánh thấp. Với lợi thế khóa và siết của Jiu Jitsu thì ANDP đã khóa chặt cánh tay khiến Từ Hiểu Đông không còn cách nào khác là xin thua cuộc. Sau trận đấu này thì Từ Hiểu Đông đã cho thấy được sự lợi hại của môn võ tổng hợp nên đã dành thời gian chuyển sang thi đấu MMA. Đây chính là lý do nhiều người khẳng định Võ Sĩ Họ Từ là người tiếp xúc vào thi đấu với MMA sớm nhất ở Trung Quốc. Từ Hiểu Đông đánh thắng vẫn bị dìm xuống đáy bùn và chỉ mong được sống. Từ Hiểu Đông đã nổi tiếng hơn trước rất nhiều nhưng cuộc sống của anh thì lại đã đi vào ngõ cụt. Từ Đông nổi tiếng tại Trung Quốc và được nhiều người trên thế giới biết tới sau khi đánh bại võ sư Thái Cực Ngụy Lôi vào năm 2017. Thời điểm đó thì võ sĩ họ Từ đã bại Ngụy Lôi sau vỏn vẹn 20 giây. Khoảng thời gian sau đó giúp anh nổi tiếng hơn, nhưng nó cũng khiến võ sĩ MMA Trung Quốc gặp rất nhiều rắc rối. Tất nhiên mọi thứ không thay đổi chỉ sau một trận đấu. Từ Hiểu Đông bị ghét bởi dám đứng ra khiêu chiến với tất cả các cao thủ võ thuật truyền thống. Kể từ năm 2017, Võ sĩ họ Từ đã quyết đấu với nhiều cao thủ võ cổ truyền nhưng chưa ai đánh thắng được anh. Danh tiếng của võ truyền thống vì thế càng ngày càng đi xuống. Tiếng tam đồng nghĩa với sự giàu có. Nhưng khi đã có được rất nhiều tiền thì Từ Hiểu Đông vẫn không có được cuộc sống thoải mái. Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông viết bài về võ sĩ MMA có nội dung như sau: Võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông nổi tiếng vì vạch trần võ công giả mạo, nhưng giờ đây anh ta chỉ mong sống sót qua ngày. Thật vậy Từ Hiểu Đông có thể nổi tiếng Nhưng quyền công dân của anh đã bị hạn chế rất nhiều Ví dụ như việc người thường có thể đi máy bay Nhưng võ sĩ họ Từ lại bị quản chế rất chặt chẽ Đặc biệt là sau khi tới Thái Lan Hạ đo ván cựu vương kickboxing Người Nhật Bản Yujiro Nagashima Hồi tháng 11 năm ngoái Tại Bangkok Từ Hiểu Đông càng khó sống ở Trung Quốc Mọi thứ còn tệ hơn khi anh thua cược võ sư Thái Cực Và phải ăn chất thải Cuộc sống của cao thủ họ Từ luôn bị xáo trộn bởi các rắc rối với chính quyền anh thường xuyên bị viếng thăm bởi nhiều quan chức giấu tên đồng thời liên tục bị khóa các tài khoản trên mạng xã hội được biết anh đã buộc phải chuyển sang sử dụng youtube và twitter để kiếm sống võ sĩ mma thổ lộ rằng họ chẳng thể chặn tôi sử dụng youtube nếu tôi còn sống tôi sẽ tiếp tục phát trực tiếp trên youtube vài tháng trước các quan chức từng đến tận nhà và đe dọa tôi về việc sử dụng youtube hiện tôi chẳng dám mơ điều gì lớn tôi chỉ mong mình tồn tại và có thể sống sót qua ngày Võ sư Vịnh Xuân từng thua ê chề bất ngờ đấm túi bụi võ sĩ karate chấp một tay để tỉ thí. Có vẻ như võ sư Đinh Hạo phái Vịnh Xuân quyền ở Trung Quốc cũng rất biết cách để bắt nạt những võ sĩ phong trào có trình độ thấp hơn mình. Tờ Sina của Trung Quốc mới đây đã đăng tải hai đoạn video về các màn tỉ thí của võ sư Đinh Hạo phái Vịnh Xuân quyền. Hai đoạn video này được cho là quay từ năm 2019. Ở đoạn thứ nhất, Đinh Hạo tỉ thí với võ sĩ karate phong trào và hai bên đấu theo luật MMA. Được đánh tiếp khi đối thủ ngã do võ sĩ karate chỉ là dân nghiệp dư và có trình độ không cao nên Đinh Hạo dễ dàng chiếm thế trận cực kỳ áp đảo. Đinh Hạo đánh theo đúng lối của Vịnh Xuân Quyền và tung ra rất nhiều cú đấm để giành chiến thắng. Còn ở đoạn video thứ hai, Đinh Hạo đấu với một người đồng môn cũng thuộc môn phái Vịnh Xuân Quyền. Hai bên chỉ đấu bằng tay, không dùng chân và Đinh Hạo là người chấp một tay. Giống như đoạn video thứ nhất thì Đinh Hạo nhỉnh hơn về thể hình và hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Với giới võ lâm Trung Quốc thì Đinh Hạo là gương mặt không còn xa lạ nhưng dấu ấn mà anh để lại chỉ là những thất bại vô cùng bẽ mặt. Hai năm trước anh từng để thua ê chề trước võ sĩ MMA nghiệp dư từ Hiểu Đông. Hồi năm ngoái khi thượng đài với võ sĩ tán thủ Trần Cẩm Vân thì Đinh Hạo dù có lợi thế về thể hình nhưng vẫn bị Trần Cẩm Vân đá tím mặt ngất xỉu chỉ sau 74 giây. Sau hai thảm bại, Đinh Hạo từng bị truyền thông và giới võ thuật Trung Quốc chỉ trích, chê bai vì sự ảo tưởng. Dù anh và sư phụ của mình là võ sư Dư Sương Hoa, người từng được đặt biệt danh truyền nhân đời thứ ba của Diệp Vấn, từng tự nhận là những cao thủ có thể liên thủ để hạ đo ván cả Mai Tây Sơn. Thế nhưng ngoài những thất bại trước các đối thủ có thực lực thì Đinh Hạo hay Dư Sương Hoa vẫn biết cách để bắt nạt những võ sĩ phong trào có trình độ thấp hơn mình hai video mới đây của Đinh Hạo hay trận đấu của Dương Sương Hoa trước một nữ võ sĩ phong trào đã cho thấy điều đó.